Hey guys, xin chào tất cả anh em và các fan hâm mộ đã quay trở lại với tựa game Fury đây. Hiện nay mình sẽ quay tiếp những tập tiếp theo của tựa game này cho tất cả anh em và các fan hâm mộ xem. Và ngay bây giờ đây thì cuộc hành trình của mình sẽ chính thức bắt đầu. Nào chúng ta ok, let's go thôi nào anh em, ta đi thôi. Rồi, rồi luôn, thôi xong luôn rồi. Vừa vào game, chưa được nóng đích nữa anh em, trở thành Jason. Không hiểu nổi nữa, tại sao lại mình lại một cái số nhỏ hả? Mình hình như là cái số sát nhân hay sao đó. Làm như là mình chơi cái thằng sát nhân này là đỉnh cao, đỉnh điểm lắm hay sao. Mà cái hãng game mà cứ đưa mình làm hoài á, làm riết mà từ sáng đến tối, mà từ tối đến sáng, làm riết mà chán như con gián luôn mà riết cũng làm. Rồi ha, thì bây giờ mình sẽ đặt cái trap xuống, đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tẻ tẻ qua trong đây, có thanh niên nào thì mình hốt luôn ha. Và thật sự là mình biết là mình có chơi được thêm một màn relay nữa cho anh em xem hay không thì thật sự là mình không biết ha. Và hiện tại thì răng cỏ mình rất là đau và mình phải cố gắng mà quay video. Tại vì do anh em và các fan yêu cầu mình làm relay quá nhiều đi. Gì đây? Mũ này làm cái gì vậy? Ồ, khí thế dữ mũ. Nè, vô đây, vô đây. Trời ứng làm cái gì? Vừa vô chết con. Nhỏ không biết sao chết luôn. Tưởng được con gái mình tha hả? Việt Nam thì mặt mai mình còn tha nhá. Còn mà mắt in China hay là tiếng Anh hay là Campuchia nước nào thì mình giết sạch. Ngoại trừ Việt Nam. Còn con nhỏ này mình nghĩ là nó chơi cái trò mà nhảy cửa sổ đó nè. Nó phóng ra, nó leo vào á. Nó leo chừng nào mà rách hén, rách rách nó chết thôi. Không hiểu nổi nữa. Anh em thấy chưa? Vừa vào đầu vô là có hai nhân tài đã cúng mạng cho mình để cho mình tiêu diệt á. Chắc là mình nghĩ là cái nhân tài đó là mong muốn là được trở thành mì tôm. Ồ, chắc là vậy rồi anh em à. Nhưng mà được hay không thì mình không biết ha. Trời ơi, khốn. Khốn quá anh em à. Thật sự luôn. Không biết là mình quay xong video này mình có ngậm máu để lòng video cho anh em xem hay không, để ngồi bình luận video hay không. Chắc mình nghĩ là có đó. Nhưng mà có thể là mình nhẹ nhàng lướt qua, nếu mà nó rỉ rỉ mà nó nhí nhí ra ha, thì mình cắt bỏ đôi chút ha. Chứ không thể đem mà hình ảnh máu me trong video được. Thật sự rất thốn luôn. Bố thôi, chắc mình quay xong thằng này thì mình nghỉ thôi nè. Chứ mình không thể nào cố gắng thêm nữa rồi. Tại vì mình đã quay cố rất là nhiều game rồi. Và cố quá thì cho mình quá cố luôn. Con nhỏ đó nhử mình ta. Ồ, nấp kìa, nấp kìa. Chui bụi, chui lùm hả? Tưởng đâu là chị Huxê da đen là mình tha cho. Không có đâu heo. Cố chạy đi, ừ chạy đi. Chạy đi rồi thấy cái cảnh nè. Đứng đến chờ. Chờ nè. Trời ơi, dây sinh ta có trình đàng hoàng. Ở đứng đó mà nghỉ mệt. Hồ Tamina hả? Ôm em trong tay. Anh đống lìa, nhìn em rên mà lòng anh vui sướng. Đây, 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 hình yên nào đây? Gì đây? Luôn luôn trong đây, à. Định trộm giặt gì mình đây? Để mình nghĩ coi cái điều ước của thanh niên này mà. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu ước mơ. Ước mơ là đây, đâu? Một đứa thì sửa đồ ghê gớm ha. Minh Heo hay lắm, Minh Heo ơi. Anh có lời đánh giá cao cho Minh Heo nhưng mà đập nữa thôi. Sửa sụp cái gì? Tội nghiệp nhỏ mắng sửa, đập đi chứ. Cái gì ạ? Cái gì tê tái vui sướng trong đây dữ à? Nghe vui cười như Tết trong đây à? Chạy ghê ha. Gì Minh Heo? Ôi Minh Heo đứng yên. Mình tưởng đâu là nó nhích 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 là lụm lúa liền. Dục hả? Ừ, dục đi chứ. Đúng rồi, chạy gì? Ừ đúng rồi. Tại sao heo? Heo chạy cố cũng chết thôi. Đâu? Heo lụm được dao bỏ túi anh em. Heo tê tái ha.
You cannot die. You can never die. Gì đây? Ồ, chơi chơi đặt tráp đây ha. Chơi gài anh hả? Mình tự đạp tráp mình luôn phải. Cái gì vậy? Cái gì thanh niên nhảy leo rừng leo xuống nhảy ghê vậy? À, vô rồi định gặp mẹ Jason hay sao á? They're back, Jason. Don't let them find me. Chạy hoài vậy. Nè. Vô đây, vô đây. Em hả em? Nát đầu như tương. Còn thằng Minh Heo ngoài đây nghe nó sửa chữa gì ngoài đây ghê gớm lắm nè. Đâu à? Nghe là mình có một sự đánh giá cao về Minh Heo này rồi. Cái nhà này nè. Bụt liền, lỡ lướt mà gõ liền chứ anh em. Phải gõ dậy á. Đu. Đờ đờ. Cái gì ghê vậy ta? Trời ơi, ngưỡng mộ. Ủa, chạy hả? Cái gì vậy? Ủa con nhỏ ghê gớm thiệt chứ anh em. Mình có lời đánh giá cao cho em nó nhưng mà mọi thứ đã chấm hết rồi. Đó, phải vậy chứ. Bay đâu? Rồi. Ô, vậy là còn có hai mạng à. Ủa, mình làm có quá đà không anh em? Mình đi hình như là hơi lố rồi đó. Nhưng mà thằng Jason này dễ bắt người mà. Anh em nào bắt cũng được, nói chi là mình. Thằng này nó hồi chiêu nhanh lắm. Đó anh em thấy cái phía đó không? Nó đang chó ló chó nhó nó mình lướt là mình chụp đầu nè. Ủa hên. Cái gì vậy anh em? Hên nha. Dướng cái mỏm đá bà nha chứ mấy là mình heo xong à. Mình heo còn tí nè, xong đời cô lụ rồi. Cô hơ cô gân chi lầm ta thêm đâu vì giờ đây sinh không còn niềm tình. Hạnh phúc xin dâm đấm heo rồi thì quan tâm heo làm chi nữa. Sinh biết những lời nói đó heo chi thương xót sinh vậy thôi. Sinh biết bên cạnh heo có một người luôn quan tâm cho heo bao điều heo mơ. Vì heo yêu sinh, heo không có tương lai. Mong heo sống yên vui, xin lỗi heo thật nhiều. Ở đâu rồi? Heo ơi! Heo ơi! Heo ơi! Tôi bảo heo rằng heo ăn cắm sú, heo lòi cắm heo. Đập luôn! Mình heo vừa vòng quanh thế giới. Ồ! Người heo chạy rồi anh em à. Mới thiệt vòng quanh thế giới nhẹ nhàng thôi. Vũ khỉ mình cắm đầu cắm cổ. Trời ơi, hình niên. Còn tí nữa là tiêu tùng hình niên rồi. Mình thấy sớm là hình niên đã xong rồi, đang dí bắn heo. Cứu nó đi heo, bắn đi. Ừ, hay lắm. Hay, like. You can never die. Heo ra đi heo. Chui xe làm gì? Thằng kia cứu. Ừ. Rồi. Đu heo cái dao bỏ túi luôn. Hay đấy. Heo từ đãi giờ được hai con rồi. Thằng heo này ở me. Vô. Còn thằng thanh niên này. Heo vô xe đi heo. Gì vậy? Ủa bố giảm 7 hả? Đu giảm 7 mà không sao. Heo ghê ta. Trời ơi ba cái pháo bông phóng qua này. Thấm thía gì anh? Sao heo? Ừ. Hay lắm. Heo chạy rồi anh em à. Heo chuẩn bị lên đời máy xe tẩu thoát nè. Cố gắng lên heo ơi. Ngon rồi. Heo hay lắm.
Sao rồi? Để máy xe. Mình có làm gì đâu. Tưởng đâu là đi quần quần cái xe là nó đỉnh cao đẳng cấp hả? Nào ngờ dây sinh đây, Ultra E-Tech, gần lên Master vô cực rồi mà định chạy hả anh em? Chạy đường nào nữa? Rồi ok tất cả anh em, vậy thì mình sẽ chính thức kết thúc video lại tại đây ha. Thì thật sự là anh em và các fan hâm mộ cũng đã biết cái tình trạng của mình rồi. Mình chỉ có thể là cố gắng làm cái màn này chứ không thể nào mà cố gắng thêm một màn nào nữa ha. Thì mình cũng mong là tất cả anh em và các fan thông cảm cho mình. Rồi thì anh em cũng cảm ơn tất cả anh em và các fan đã theo dõi video này của mình. Xin chào tất cả anh em và mình xin chúc tất cả anh em và các fan hâm mộ của mình là luôn luôn có một ngày tốt lành nhé. Yeah.